Thưa quý khán giả, thời buổi mà chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là chúng ta có thể kết nối với toàn cầu, thì câu chuyện tìm kiếm việc làm trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đang là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lừa đảo hoạt động, trong đó có lừa đảo người lao động ra nước ngoài làm việc. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trường hợp người lao động ở huyện Châu Thành bị lừa thu phí để đi làm việc tại nước Úc. Đáng chú ý, chiêu trò lừa đảo này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Vào giữa tháng 7 vừa qua, người lao động này thông qua mạng xã hội Facebook để kết nối với một công ty xuất khẩu lao động có tên gọi Polymes, trụ sở đặt tại Hà Nội. Qua nhiều lần gọi video call, tham gia nhóm chat Telegram, chị đã chuyển lần lượt tổng cộng 12 triệu đồng. Câu chuyện chưa dừng lại ở hồ sơ visa. Phía công ty yêu cầu chị phải chứng minh tài sản hoặc có số dư trong tài khoản ngân hàng khoảng 100 triệu đồng hoặc đứng tên nhà đất và yêu cầu đóng tiếp tiền cọc chống trốn là 25 triệu đồng. Khi chị này nghi ngờ và yêu cầu hoàn hết tiền đã chuyển thì bị chặn mọi thông tin liên lạc với công ty. Thì lúc đó là chị mới nghi ngờ rồi, chị nói ủa sao mà nếu mà như người lao động đó, người ta khổ, người ta mới đăng ký, người ta đi làm, mà bây giờ bảo phải có tài sản mà như những người ta không có rồi sao người ta đi. Cũng xem nhiều đơn lắm rồi mà sao cuối cùng lại đi chọn cái đơn đó. Rất cảm ơn chị đã đến đây thông tin của chị là giúp cho nhiều người khác không rơi vào tình trạng giống như chị. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Trung tâm cũng sẽ báo cáo và sở để sở có cái báo cáo ủy ban và phối hợp với các ngành tổ chức năng. Và tại nhà này sẽ thuộc nhiều tỉnh nữa, xác minh cái đơn vị này để người ta làm việc. Đây không phải là vụ việc duy nhất mà Đồng Tháp ghi nhận. Đến nay, đã có hơn 10 trường hợp người lao động trình báo bị lừa đảo, chủ yếu là sang làm thời vụ tại Hàn Quốc và Úc. Lời mời gọi quen thuộc là xuất cảnh nhanh, chi phí thấp, mức lương cao. Chiêu trò là dẫn dắt người lao động qua nhiều hội nhóm, lần lượt chuyển tiền đến vài chục triệu đồng và một tài khoản cá nhân xa lạ. Ngành chức năng khuyến cáo người lao động, chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Trong cả nước, chỉ có 12 địa phương gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Quảng Bình, Hậu Giang, Hà Giang, Lai Châu và Tuyên Quang có ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc. Với thị trường Úc, hiện mới chỉ ký kết bản ghi nhớ hợp tác và chưa chọn được doanh nghiệp đủ pháp lý để đưa lao động. Bộ Lao động cũng chưa có thông tin cụ thể là giao cho doanh nghiệp nào có chức năng để tuyển chọn cái nội dung này. Khi nào mà Bộ Lao động có thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi ở địa phương. Chúng ta kết nối cùng nhau thực hiện cái việc đưa lao động làm nông nghiệp ở Úc. Nếu trường hợp doanh nghiệp nào mà nói là đã được phép đưa lao động đi làm việc ở Úc là đó là những thông tin thiếu chính xác. Đề nghị bà con cũng hết sức cẩn thận. Chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội sẽ còn biến tướng nở rộ. Do vậy, người lao động muốn sang làm việc ở nước ngoài, trước hết cần tìm hiểu thông tin kỹ càng và lựa chọn đơn vị kết nối uy tín, tránh tiền mất, việc cũng không có.